Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Dầu ăn Sobigon Extra. Sobigon Extra, thêm dưỡng chất cho trái tim khỏe. Phương Trinh xin kính chào quý khán giả xem đài đang theo dõi chương trình Đồng hành Hàn Việt được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình này được sự tài trợ của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam Vocarimex. Thưa quý vị và các bạn, tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình. Nó được hình thành và phát triển trong quá trình kinh doanh, sản xuất. Và đây là loại sở hữu của tổ chức hay cá nhân có liên quan đến những sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa hay kiểu dáng công nghiệp. Hiện nay, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đang được thực hiện như thế nào tại các doanh nghiệp ở Việt Nam? Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi chương trình Đồng hành Hàn Việt ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta bao gồm một số những nội dung chính như sau đây. Bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Những quy định liên quan đến vấn đề tranh chấp nhãn hiệu. Thưa quý vị, trước khi đến với một số những nội dung chính của chương trình như vừa nêu, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý qua chuyên mục Bản tin doanh nghiệp. Trước nhu cầu về dịch vụ làm đẹp ngày càng gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây một địa điểm chăm sóc sắc đẹp đã được khai trương tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Với các dịch vụ đa dạng như chăm sóc da cơ bản, chăm sóc da chuyên sâu, triệt lông, tẩy tế bào, massage, xông hơi, điều trị giảm béo. Sally Spa với đội ngũ bác sĩ và chuyên viên kỹ thuật cao với những sản phẩm được mang từ Pháp, Hàn, Thụy Sĩ sẽ đảm bảo cho mọi người cái dịch vụ tốt nhất. Không chỉ có không gian thoáng đãng được bố trí đẹp mắt, địa chỉ làm đẹp này còn có đội ngũ nhân viên đã được đào tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực làm đẹp, sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ cao được ứng dụng tại đây. Các sản phẩm được sử dụng đều được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, như loại mặt nạ được đơn vị sử dụng chiết xuất từ tinh chất bột đậu, củ cải đỏ, hoa allantoni, hoặc chiết xuất lá cây lô hội, dưa leo. Vì thế sản phẩm an toàn cho làn da người sử dụng. Đây là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng các dịch vụ làm đẹp tại đây. Trong tương lai thì Jelly Spa sẽ cố gắng để ngày càng phát triển để cập nhật thêm những cái công nghệ mới và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Có thể là chúng tôi sẽ tung ra những sản phẩm riêng độc quyền của Jelly. Bên cạnh đó, nhân dịp khai trương, Jelly Spa cũng dành nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Trong đó, dịch vụ làm đẹp sẽ được giảm giá 20% và liệu trình làm đẹp giảm giá 30%, kéo dài từ nay đến hết ngày 9 tháng 1 năm 2018. Đây là cơ hội để người tiêu dùng có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ làm đẹp chất lượng với mức phí ưu đãi. Năm nay, triển lãm quốc tế thiết bị điện, dây và cáp điện Việt Nam có sự tham gia của khoảng 160 doanh nghiệp trong ngành dây cáp điện. Trong đó có nhiều thương hiệu Việt được thị trường đánh giá cao về mặt chất lượng, đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Ngọc Lan, doanh nghiệp có nhiều năm được lựa chọn là nhà cung cấp dây và cáp điện cho lưới điện quốc gia trong và ngoài nước. Có mặt tại triển lãm năm nay, thương hiệu này giới thiệu 6 nhóm sản phẩm chính, bao gồm cáp điện hạ thế, cáp điện trung thế, cáp điện phục vụ cho lưới điện truyền tải, cáp điện không chứa halogen và cáp điện phục vụ cho năng lượng xanh như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, v.v. Sản phẩm không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng của Việt Nam và quốc tế như ASTM, IEC, ICEA, v.v., mà còn được kiểm tra và cấp chứng nhận bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Qualstat 3, chứng nhận SGS của Thụy Sĩ ISO 9001-2008. Nằm trong chương trình kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, nhiều sản phẩm trang sức triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng với mức giảm giá lên đến 50% và nhiều quà tặng có giá trị khác. Là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động kích cầu tiêu dùng, dịp này công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vàng bạc đá quý Ngọc Long Châu, đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm nữ trang cao cấp được thiết kế và in 3D theo công nghệ tiên tiến của châu Âu, cũng áp dụng giảm giá cho nhiều sản phẩm khác nhau.
Cụ thể, kim cương nhân tạo trắng tím, canary trắng ngà được giảm giá 50%, kim cương nhân tạo diva cao cấp được giảm giá 5%, đá bán quý các màu và tiền công làm nữ trang đồng giảm giá 15% so với thông thường. Ngoài ra, đối với những đơn hàng từ 3 triệu đồng trở lên, người tiêu dùng sẽ nhận được một viên kim cương và một phiếu mua hàng có giá trị khác nhau. Chương trình khuyến mại được doanh nghiệp triển khai từ nay đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2017. Mới đây, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn cao ốc 89 đã chính thức giới thiệu dự án Dragon Ferry, một khu phức hợp thương mại, dịch vụ và chung cư cao cấp 39 tầng. Dự án thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan có nhu cầu sở hữu căn hộ hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm địa điểm kinh doanh phù hợp. Bên cạnh ưu điểm là vị trí thuận lợi khi nằm trên đường Trần Phú, con đường ven biển đẹp nhất Nha Trang, cùng địa thế tọa lưng vào núi và hướng mặt ra biển. Đây còn là dự án căn hộ khách sạn đầu tiên tại Nha Trang, Khánh Hòa, được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE. Khi đưa vào vận hành, công trình này sẽ tiết kiệm 25,29% năng lượng, 31,26% nước so với công trình thông thường. Ngoài ra, công trình xanh này còn góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe khách hàng do sử dụng năng lượng mặt trời, chiếu sáng tự nhiên, sử dụng các vật liệu không độc hại, ít phát thải nhằm tạo nên môi trường sống và làm việc tiện nghi, an toàn cho người sử dụng. Với tốc độ tăng trưởng mỗi năm trên hai con số, ván gỗ nhân tạo ngày càng được sử dụng nhiều trong đời sống cũng như sản xuất. Trước xu hướng này, tập đoàn Kim Tính xây dựng thêm nhà máy sản xuất ván PB, tức ván dăm với công suất 600.000 mét khối trên năm, tại khu công nghiệp Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai. Đây là nhà máy thứ ba trong ngành gỗ của tập đoàn này. Hiện nay, hai nhà máy sản xuất ván MDF của đơn vị đang cung cấp cho thị trường 500.000 mét khối ván trên năm. Nhà máy được trang bị máy móc công nghệ hiện đại, được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức và châu Âu. Sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường vốn được xem là khó tính như châu Âu, Nhật Bản và Mỹ, đem về doanh thu mỗi năm 3.000 tỷ đồng, đóng góp 50% vào tổng doanh thu 6.000 tỷ đồng mảng ngành gỗ của tập đoàn năm 2020. Nhà máy sản xuất ván PB sẽ chính thức vận hành và cung cấp những sản phẩm đầu tiên đến khách hàng vào quý 1 năm 2020. Mới đây, tại hội chợ kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2017 đã có sự tham gia của nhiều mặt hàng khác nhau như sản phẩm đặc sản, đặc trưng vùng miền, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, v.v. Tại gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Việt Tùng, sản phẩm đóng hộp với thương hiệu Bà Bếp nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Dịp này, doanh nghiệp giới thiệu đến khách tham quan hội chợ ba nhóm sản phẩm chính là cà chua cô đặc dùng trong công nghiệp, thực phẩm đóng hộp và các món ăn nấu sẵn. Trong đó được ưa chuộng hơn cả là dòng sản phẩm đóng hộp truyền thống như cá biển sốt cà chua cô đặc và các loại thịt heo bò đóng hộp và các sản phẩm ăn liền hải sản sấy giòn. Theo doanh nghiệp này cho biết, hiện đơn vị đã ứng dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, được chứng nhận HACCP và ISO 9001-2015 trong sản xuất. Bên cạnh thị trường Việt Nam, hiện sản phẩm của doanh nghiệp này cũng đã được xuất khẩu sang các nước như Hàn Quốc, Cuba, Liên bang Nga, v.v. Số liệu thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, chỉ trong vòng 10 năm, từ năm 2006 đến năm 2016, đã có 168 vụ việc liên quan đến vấn đề bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp được đơn vị thụ lý. Trong số đó, 158 vụ tranh chấp về quyền tác giả, 10 vụ tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp và những trường hợp khác có liên quan đến hành chính hoặc tranh chấp kinh doanh thương mại. Dù các vụ tranh chấp liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ khá nhiều, song theo Cục Sở hữu Trí tuệ, đến nay chỉ có khoảng 20% các doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Doanh nghiệp trước hết chúng ta đăng ký thì chúng ta đầu tiên là tránh được các rủi ro mà nó đáng nhẽ ra là không gặp phải. Các rủi ro đấy có thể mất nhiều tiền bạc, thời gian. Thứ hai, khi đăng ký được pháp luật bảo hộ rồi thì nó là cái công cụ pháp lý. Công cụ pháp lý này là đó chính là quyền độc quyền. Tức là nếu như doanh nghiệp A mà đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì
chỉ có doanh nghiệp A được sử dụng nhãn hiệu đấy thôi. Và thứ nữa là trong quá trình hội nhập quốc tế thì chúng ta thấy là việc đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu nó còn là cái cơ hội để mở ra những cái thị trường ở nước ngoài, những thị trường chúng ta có tiềm năng. Cũng chính vì những lợi ích mà sở hữu trí tuệ mang lại mà trong các hiệp định thương mại quốc tế, vấn đề này luôn được đặt ra với những điều khoản rất chặt chẽ. Đơn cử như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, sở hữu trí tuệ là một chương trình khá lớn với 4 phần, 62 điều khoản và 2 phụ lục. Xét tổng thể, có 4 vấn đề lớn cần quan tâm: bảo hộ chỉ dẫn địa lý cụ thể qua hiệp định, quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số, tạo thuận lợi cho thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và tăng cường hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay, bảo vệ tài sản trí tuệ còn góp phần nâng cao vị thế, tài sản và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp cũng như thu hút sự đầu tư từ nước ngoài, khuyến khích sự sáng tạo không ngừng của mỗi cán bộ, nhân viên tại doanh nghiệp. Sobigon Extra, thêm dưỡng chất cho trái tim khỏe. Chúng tôi là những người đồng bào dân tộc Cho Mạ lần đầu tiên đứng lên để gọi là thi đấu. Vợ chồng san sẻ với nhau, đó là điều cần thiết của một gia đình hạnh phúc. Mong cho các quý vị có khi tham gia những chương trình này thì họ cũng có được một số những cái thu nhập đáng kể. Đây là một cái chương trình hết sức là ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc. Bữa cơm yêu thương, 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Sao Mai và Phương Trinh xin kính chào quý khán giả của chương trình Đồng hành Hàng Việt. Kính thưa quý vị và các bạn, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là một vấn đề rất được khuyến khích thực hiện tại các doanh nghiệp. Đây cũng chính là vấn đề còn khá nhiều băn khoăn vướng mắc về các thủ tục có ảnh hưởng đến quyền lợi của không chỉ đơn vị sản xuất mà còn có đơn vị phân phối và cả người tiêu dùng. Nhiều khán giả còn thắc mắc về việc khi một doanh nghiệp gửi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đến Cục Sở hữu Trí tuệ và đã được chấp nhận đó là đơn hợp lệ, thì nhãn hiệu ấy có sự bảo vệ của pháp luật hay chưa? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quy định của pháp luật đối với vấn đề này. Bất cứ một cái doanh nghiệp nào khi muốn xác lập cái quyền sở hữu đối với nhãn hiệu thì họ phải làm một cái đơn đăng ký nhãn hiệu nộp cho Cục Sở hữu Trí tuệ. Thế và sau khi tiếp nhận đơn thì Cục sẽ xem xét về mặt tài liệu xem là đơn có đầy đủ theo quy định của luật pháp không và gửi một cái thông báo chấp nhận đơn là đơn hợp lệ. Điều đấy, đơn hợp lệ ở đây được hiểu là đơn đã đáp ứng đầy đủ các quy định về mặt giấy tờ và thông tin theo quy định của luật. Và nhưng trong quá trình nếu mà mới có được cái đơn hợp lệ như vậy ấy, thì điều đấy không có nghĩa rằng là doanh nghiệp đã được nhà nước thừa nhận và cho phép là nhãn hiệu đấy thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Và khi doanh nghiệp nộp cái lệ phí đăng ký nữa và nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì lúc đấy mới nhãn hiệu mới thuộc quyền sở hữu và được pháp luật bảo hộ. Thưa quý vị, qua câu trả lời vừa rồi chúng ta có thể thấy được rằng khi chưa có văn bằng bảo hộ thì nhãn hiệu vẫn chưa có sự bảo vệ của pháp luật, hay nói cách khác, quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu ấy vẫn chưa được xác lập. Đúng vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn thường nhầm lẫn giữa việc được Cục Sở hữu Trí tuệ xác nhận đơn đăng ký là hợp lệ với việc được cấp văn bằng bảo hộ. Vâng thưa quý vị, vậy trong trường hợp khi có 2 hay 3 đơn vị cùng đăng ký một nhãn hiệu, thì vấn đề cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu ấy sẽ được xử lý như thế nào? Mời quý vị lắng nghe ý kiến chuyên môn sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là nhãn hiệu nào mà nộp đơn có cái ngày ưu tiên sớm nhất thì cái người nộp đơn mà có ngày ưu tiên sớm nhất đấy sẽ được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp đăng ký nhãn hiệu cho cái đơn vị đó. Trong trường hợp mà nhãn hiệu mà 2 cái đơn đăng ký nhãn hiệu nộp cùng ngày cùng giờ, nghĩa là có cái ngày ưu tiên giống như nhau, thì lúc đó Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ giải quyết trên cơ sở là các những người nộp đơn đấy phải thỏa thuận với nhau, và nghĩa là thỏa thuận trong việc cùng đồng là đồng chủ sở hữu và chỉ định một người đứng ra là người tiếp nhận, là người để Cục Sở hữu Trí tuệ cấp cái đăng ký nhãn hiệu đó cho mình theo cái quy định trong điều 90 của
luật sở hữu trí tuệ. Với những nhãn hiệu chưa được cấp chứng nhận nhãn hiệu và có sự tranh chấp, thì luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng Sao Mai và chị Phương Trinh tìm hiểu về vấn đề này. Ở đây, đối với cái việc mà một cái nhãn hiệu mà do nhiều chủ thể khác nhau, họ không có một cái sự liên quan gì và cùng đồng thời nộp một cái nhãn hiệu đồng nhất với danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ đồng nhất vào cục cùng ngày cùng giờ, thì lúc đó cục để mà có thể sử dụng được thì họ các cục trao cho, nghĩa là cơ quan nhà nước trao cho những người nộp đơn, anh phải tự thỏa thuận để tránh cái trường hợp là người tiêu dùng nhầm lẫn. Nghĩa là anh dùng giống như nhau thì anh phải thống nhất với nhau là tôi sản xuất sản phẩm hoặc là tôi cung ứng cái dịch vụ này dưới cái chất lượng như thế nào. Tại vì người tiêu dùng khi mua chỉ mua theo nhãn hiệu thôi. Tại vì cái chức năng của nhãn hiệu là dùng để phân biệt sản phẩm và dịch vụ của người này với người khác. Nếu như một đơn vị, một cái nhãn hiệu tập thể là một nhãn hiệu như nhiều người sản xuất, thì trách nhiệm của những người đấy là anh phải sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm mà gắn nhãn hiệu đấy phải như nhau. Thưa quý vị, hy vọng rằng trong thời gian tới, vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp sẽ được quan tâm nhiều hơn và thực hiện tốt hơn. Và để tiếp tục chương trình, sau đây xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một số thông tin thiết thực về thị trường hàng hóa tiêu dùng. Sự phát triển kinh tế xã hội đã gia tăng nhu cầu sống của các gia đình ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, lựa chọn và bày trí nội thất để tạo nên một không gian sống đẹp, sang trọng, nhưng vẫn hài hòa và tiện nghi là điều mà nhiều người tiêu dùng hiện nay hướng tới. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng về sản phẩm gỗ nội thất ở phân khúc trung và cao cấp, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long Sang Trọng đã giới thiệu và cung cấp các dòng sản phẩm gỗ nguyên tấm được nhập khẩu hợp pháp từ nhiều quốc gia trên thế giới. Qua bàn tay khéo léo, sáng tạo của các nghệ nhân Việt Nam, nhiều sản phẩm giá trị đã được đơn vị giới thiệu ra thị trường như sập gỗ, phản tấm lớn, bàn ghế gỗ 3 tấm, kệ tivi, giường ngủ, v.v. Sở hữu 2 nhà xưởng sản xuất với diện tích 60.000m2. Cùng với đội ngũ nhân sự hơn 100 kiến trúc sư, thợ lành nghề luôn sáng tạo trong từng sản phẩm để mang đến cho người tiêu dùng những thiết kế hiện đại mà vẫn giữ được chất tự nhiên của gỗ nguyên tấm, nguyên khối có giá trị cao với tuổi đời lên đến hàng ngàn năm tuổi. Tất cả các sản phẩm gỗ của bên công ty cung cấp cho khách hàng đều được vận chuyển đến tận nơi và có cái đội ngũ vận tải, họ sẽ nhiệt tình cũng như là có cái sự chuyên nghiệp trong vấn đề mà lắp đặt cũng như là hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm một cách tốt nhất. Cũng theo đại diện đơn vị, trong thời gian tới, người tiêu dùng trên cả nước sẽ có cơ hội tiếp cận với những sản phẩm nội thất hiện đại, mang thương hiệu Việt khi đơn vị mở rộng thị trường sang các tỉnh thành khác bên cạnh cửa hàng trưng bày sản phẩm hiện đang có ở Đắk Lắk. Công ty cũng đang có các cái kế hoạch dành cho 3 tháng tới là mở thêm các đại lý ở ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài ra thì dự kiến trong vòng 6 tháng tới thì sẽ phủ sóng thêm một số các điểm như Bình Dương, Bình Phước và một số tỉnh miền Tây. Bên cạnh sản phẩm nội thất để mang đến sự tiện nghi cho không gian sống hiện đại, một yếu tố quan trọng không thể thiếu là thiết bị điện tử gia dụng. Với sự đầu tư đổi mới liên tục về công nghệ sản xuất của nhiều doanh nghiệp, các thiết bị điện gia dụng ngày một tự động hóa, nâng cao tính năng phục vụ và hữu ích hơn cho người sử dụng. Có mặt tại thị trường nội địa từ năm 1971 với 5 nhà máy sản xuất và hệ thống văn phòng, trung tâm bảo hành rộng khắp cả nước, các sản phẩm gia dụng do Panasonic Việt Nam sản xuất mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm của sự tiện nghi, thuận lợi, đặc biệt đối với công việc nội trợ. Prime Fresh, こちらは料理が簡単にできるだけではなくて時間短縮、こういったことでも大きく貢献ができると思ってます。で、2つ目に洗濯機のステインマスターからホットウォーターファンクション。で、最後にエアコンなんですけれども、空気の流れをしっかり研究して。Điều tất yếu khi cuộc sống phát triển là nhu cầu lựa chọn và sử dụng các sản phẩm với tính năng ưu việt, bởi có như vậy thì thời gian công sức mới được tiết kiệm và chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.
Sử dụng các sản phẩm với nhiều tiện ích là nhu cầu tất yếu của đời sống hiện đại. Ở lĩnh vực điện cơ, những sản phẩm được đầu tư về kiểu dáng, mẫu mã, gia tăng tính năng, nâng cao độ bền như thế này đã dần trở nên phổ biến, từ việc tưới tiêu trên đồng ruộng đến quạt công nghiệp tại các hàng quán và cả hệ thống làm mát cho các công trình nhà xưởng. Đầu tư sản xuất, phát triển sản phẩm cơ điện cũng là hướng đi của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự có mặt của công ty cổ phần cơ điện Tân Hoàng Cầu ở thời điểm cách đây hơn 15 năm là một trong những định hướng chiến lược để phát triển thị trường nội địa. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, đồng thời hạ giá thành sản phẩm, đơn vị đã đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích 6.000m2, cùng dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Những sản phẩm máy bơm nước, quạt đứng, quạt thông gió, quạt hơi nước mang thương hiệu Super Win do doanh nghiệp này cung ứng luôn nhận được đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả sử dụng. Tôi sử dụng rất nhiều sản phẩm của công ty cơ điện Tân Hoàn Cầu sản xuất như là máy bơm nước, quạt thông gió, quạt hơi nước với nhãn hiệu Super Win. Sản phẩm của công ty Tân Hoàn Cầu rất cần thiết cho đời sống sinh hoạt của mỗi gia đình, đa dạng về mẫu mã, đa dạng về chủng loại, dễ sử dụng, đặc biệt là an toàn và độ bền cao. Do vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty. Những nỗ lực của doanh nghiệp cũng được ghi nhận bằng các giải thưởng như Cúp vàng thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam, giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao và hơn hết là niềm tin và gắn bó của người tiêu dùng. Đó cũng là tiền đề để doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Trích Huế tình yêu của tôi, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, phổ thơ Đỗ Thị Thanh Bình. Huế từ lâu đã đi vào thơ ca với tà áo dài, chiếc nón nghiêng che e ấp của người con gái. Đã có rất nhiều điều ở Huế làm xao xuyến bao thi nhân, từ những con đường rợp bóng, cơn mưa chiều hay tiếng chuông chùa thiên mụ. Ngày nay, tuy không còn đậm nét như xưa, nhưng nỗi buồn phố cổ vẫn luôn hiện hữu như một nét đẹp, cái hồn của xứ Huế mộng mơ. Khám phá nét trầm mặc, cổ kính vì thế cũng đã trở thành một lựa chọn của nhiều du khách. Giữa thành phố từng là kinh thành xưa, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng tiện nghi và hiện đại khi đắm mình trong không gian của khách sạn Mường Thanh Holiday Huế. Từ vị trí khách sạn, phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể bao quát toàn bộ thành phố Huế với sông Hương, cầu Tràng Tiền và kinh thành Huế cổ xưa. Nếu phải di chuyển một quãng đường dài, sự tiện nghi trong phòng nghỉ sẽ giúp du khách có những phút giây thư giãn thoải mái, với 108 phòng được trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn 4 sao. Trong không gian của gam màu nâu trầm kết hợp với họa tiết, hoa văn mang phong cách cổ xưa, du khách sẽ cảm nhận được sự thanh bình nhưng không kém phần sang trọng. Không những vậy, khách du lịch còn có thể duy trì đều đặn thói quen rèn luyện thể lực tại hồ bơi hay phòng tập thể hình do đơn vị đầu tư. Đến đây nghỉ cùng bạn bè và gia đình trong các kỳ nghỉ hè của mình. Điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất khi sử dụng dịch vụ tại khách sạn đó là cung cách phục vụ và thái độ của nhân viên. Họ rất gần gũi và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì khách sạn vào lạc tại một vị trí khá là thuận tiện gần các địa điểm ăn uống nổi tiếng tại Huế. Ẩm thực cũng là một trong những điểm nhấn giúp khách sạn Mường Thanh Holiday Huế thu hút du khách. Từ các món ăn địa phương đến thực đơn chế biến cầu kỳ theo phong cách châu Âu cũng được các đầu bếp chú trọng trong từng khâu chế biến. Khách sạn Mường Thanh là một khách sạn được khách du lịch yêu thích, và thông thường thì chúng tôi sử dụng cái dịch vụ ăn uống ở đây bởi vì thức ăn ở đây rất là ngon và hợp khẩu vị, và đặc biệt là cái cách phục vụ ở đây rất là chuyên nghiệp.
Với đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn Mường Thanh Huế làm địa điểm tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng với hai phòng họp có sức chứa lên đến 500 người. Ngoài ra, đây còn là nơi lý tưởng cho các cặp đôi có ý định tổ chức buổi tiệc chung vui nên duyên vợ chồng. Sẽ khá thú vị nếu sau một chuyến đi dài khám phá nét đẹp thơ mộng của Huế, được đắm mình trong không gian thư giãn thoải mái của cà phê, nhà hàng, ngắm nhìn dòng sông Hương và cảm nhận nhịp sống đang trôi êm đềm. Thưa quý vị và các bạn, ngô bao tử hay còn gọi là bắp non giúp kiểm soát cholesterol, ngăn ngừa thiếu máu, cải thiện hệ tiêu hóa, thị lực, giảm huyết áp cao, tốt cho sức khỏe. Hôm nay, dầu nành nguyên chất Sovigol Extra sẽ cùng quý khán giả chế biến món đậu hũ om ngô bao tử. Đây là một món ăn khá lạ, hứa hẹn sẽ được nhiều gia đình ưa thích. Thì để làm món này, nguyên liệu chính chúng ta gồm có bắp non, đậu hũ non, đậu Hà Lan, còi sò điệp, hành trắng, hành lá, một ít ớt, một ít củ hành tím băm nhỏ và gia vị thông dụng và một món không thể thiếu đó là dầu ăn. Để làm cái món này, trước tiên cái còi sò đẹp chúng ta sẽ xử lý bằng cách chúng ta ngâm một ít rượu và muối vào đây từ 10 đến 15 phút để xử lý cái mùi đi và chúng ta rửa sạch như thế này để cho thật ráo. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo và chảo nóng, chúng ta sẽ cho dầu vào đây. Sau đó chúng ta sẽ cho chút xíu hành vào để chúng ta thử mùi ha. Chúng ta sẽ cho sò điệp vào cho chúng ta xào lên. Chúng ta sẽ cho một ít bột ngọt vô và chút xíu nước mắm. Chúng ta trộn đều lên. Rồi chúng ta tắt lửa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái chảo thứ hai và chúng ta xào những cái nguyên liệu rau củ ha. Sau khi chảo nóng chúng ta sẽ cho chút xíu dầu ăn vào. Và chúng ta chỉ cũng cho một chút xíu hành vào để khử mùi. Rồi vì ở đây là bắp, nó sẽ chín lâu hơn, do đó chúng ta sẽ cho bắp vào trước. Tiếp đó chúng ta sẽ cho đậu Hà Lan vào. Và chúng ta cho nêm vào đây một chút xíu bột nêm, ít thôi, khoảng 5 gram bột nêm thôi. Kế tiếp chúng ta sẽ cho hành trắng vào. Và kế đến chúng ta sẽ cho đậu hũ non vào. Rồi sau cùng chúng ta sẽ cho cái phần sò điệp này vào nè. Cái phần sò điệp mà lúc nãy chúng ta đã xào xong rồi đó. Và chúng ta nấu như thế này khoảng chừng 2 đến 3 phút cho nó thấm tất cả các gia vị, các nguyên liệu. Sau khi chúng ta nấu cái thời gian đã đủ 2 phút rồi, chúng ta sẽ cho hành vào và một ít ớt bào vào luôn. Và chúng ta trộn đều lên. Rồi, các bạn thấy chỉ vài phút thôi là món ăn chúng ta đã hoàn tất. Bí quyết để món ăn ngon hơn: sau khi món ăn hoàn thành, rắc thêm một ít ngò rí để kích thích khẩu vị và giúp tiêu hóa tốt hơn. Thưa quý vị, vào giờ phút này hẳn là nhiều vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ để đón theo dõi kết quả của chương mục Qua Việc Hàng Việt kỳ vừa qua. Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây chương trình xin được công bố đáp án. Chuyên mục Nhu cầu sống kỳ 182 đề cập đến địa điểm thưởng thức đặc sản biển ở tỉnh Phú Yên và Bình Định. Và giải nhất gồm 2 triệu đồng và một thùng dầu ăn hảo hạng Voca Daily đã được trao cho khán giả Huỳnh Thanh Hải ở địa chỉ 860/60X/11, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, giải nhì đã được trao cho khán giả Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ở địa chỉ 67/3, tổ 3B, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nếu như chúng ta có câu trả lời đúng và gửi về nhanh nhất cho chương trình Đồng hành Hàng Việt thông qua trang thông tin điện tử tổng hợp www.đonghanhhangviet.com hoặc tổng đài 8200, xin được chúc quý vị khán giả sẽ trở thành khán giả may mắn tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng là những thông tin trong chương trình ngày hôm nay có liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ đã mang đến cho quý vị những thông tin thật sự thiết thực và bổ ích. Khi có bất kỳ ý kiến thắc mắc nào, quý vị mong muốn chia sẻ với những người thực hiện chương trình và những thông tin này có liên quan đến các mặt hàng Việt Nam uy tín và chất lượng. Xin quý vị hãy liên hệ với chúng tôi thông qua email bbt.đonghanhhangviet@gmail.com hoặc quý vị có thể điện thoại cho chúng tôi theo đường dây 028 2200 2714, 028 2200 2816.
Chương trình Đồng hành Hàn Việt được phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt với sự tài trợ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam Vocarimex. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Dầu ăn xôi bít.